Mặc kệ mưa to, sấm chớp, thanh niên lội ngược dòng mang đồ ăn về cho bạn ở ký túc xá. Trong lúc tất cả mọi người đều chỉ muốn ở trong phòng hưởng chăn ấm đệm êm giữa lúc mưa gió bão bùng như thế này, thì lại có một chàng trai đã tiên phong ra giữa màn mưa để đi mua đồ ăn cho anh em trong phòng ký túc xá. Theo clip, anh chàng này đã lội ngược giữa dòng nước mưa xối xả để đi lên cầu thang như thiếu lâm tự đang luyện võ vậy. Hình ảnh quả cảm của chiến sĩ này vô tình được quay lại bởi một nam sinh ở tòa ký túc xá đối diện. Không biết đây là tinh thần vì anh em hay là vì thua cược nên bị phạt, hoặc cũng có thể là vì lý do đặc biệt nào đó khiến cho chàng trai phải vượt khó đến vậy, nhưng phải công nhận xứng đáng được gọi là hảo hán. Một số bình luận của cư dân mạng: cái này là 99% chơi thua lũ bạn thân vì trận gì đó. Quá đúng với câu dân chơi không sợ mưa rơi. Cá chép vượt thác mới hóa rồng, người vượt nghịch cảnh mới thành công. Khi trời mưa mà người yêu bắt phải đi mua đồ ăn, sách kiểu này về chắc là đồ ăn cũng không còn nguyên dạng quá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.